thiệu với quý vị và các bạn cách làm lòng đèn bằng vỏ lon bia. Đây là nguyên liệu và dụng cụ. Nguyên liệu thì là một cái vỏ lon bia thôi. Các bước 1, bước 2 và bước 3. Dụng cụ để làm vỏ lon bia là dao. Đây là dao rọc giấy. Và bây giờ bắt đầu, bạn Đăng sẽ thực hiện. Mình tua đi. Giả bộ rạch từ đi nó ra cái này. Đây là dùng dao rạch cái đường đầu tiên. Không đánh dấu cái đường trước đó để coi nó không khứa nó chứ. Đầu tiên là đánh dấu những cái đường để đường đầu tiên đã được rọc xong và đường kế tiếp. Đây là lồng đèn để cái đèn led bên trong chứ không phải là đèn nến, không phải là đèn cày. Đèn led luôn, đầu tư đèn led đầy màu đi. Đèn led luôn. Cho vô quay cùng. Quay em á. Ai cầm bò đèn led cùng cái đèn lúc đèn led đầy màu có cùng cùng á. Xong rồi đi vừa lắc cho nó quay cùng lên sóng. Chỗ mình làm là gì? Cái chỗ mình làm là gì? Chỗ này hả? Nhưng mà cục có bao nhiêu ta? Tam Hiệp. Cụ ra Tam Hiệp, xã Bình Đại. Ta dính một cái rồi. Từ đâu? Đó hành chị nhà hả? Đây là cái đường cuối cùng. Nghĩ nếu mình cắt cái đầu là mình vẫn có cho nén như được không? Thôi chi đang đang diễn sâu á. Diễn sâu nãy giờ cắt. Đường rọc cuối cùng có vẻ nó hơi khó. Ta rung gì đây? Ta rung gì đây? Rung gì đây? Con mũi nó đang buồn đàn. Lên tivi. Chị vậy gì? YouTube channel. Có hai tay nào? Ra trên này. Con nào cũng anh ơi, đây anh bảy cái. Thấy mũi kìa. Bảy cái. Em chẳng có biết nào. Anh không ngờ là có một đứa 10 cái, đứa nào tay con xù. Có xù 10 cái. Rồi sau khi rọc xong và bây giờ cái này mới gọi là hành tay nè. Thì phải không? Làm cho nó bung ra. Nó không bị đứt, nó bung ra. Ra thôi nó không bị đứt xoắn. Nhìn thấy kỹ không? Không bị đứt xoắn. Nè. Mình cũng đâu bị đứt đâu nè. Đó đúng rồi, phải vậy đó mới đúng. Cái này không phải. Cái này. Gọc em bánh để gọc. Rồi, rồi cái lồng đèn đã được bạn đang làm xong. Không bị đứt. Và bây giờ treo nó vào cái cây thôi, không có bị đứt ra thành nhiều cái. Đấy. Cái cây cán cặp và chỉ cần gắn đèn led vào trong nữa là xong. Đèn led trong không gian, đâu hay để chọn này nọ nữa. À đây. Cái để chọn công tắc này nọ. Đây cái hoa chân dữ. Nó chân chẳng. Nhưng mà hiện tại thì chưa có đèn led ở đây. Hoa chân mới trời mà nhỏ. Bánh này một tứ của mình.